Vâng, sau đây em test con âm lịch mặt răng 1250 gửi cho anh Hòa ở Cà Mau nha. Điện là 100V nha các bác. Được tín hiệu và em đang cắm AUX này, ba lăng đến giữa, bắt mic chép chúng ta để vậy đều nhau, lò nét. Đấy. Đây là những sản phẩm mới về, tối nay em sẽ quay video cho các bác nha. Con này bác về ghép với lò JBL là quá tuyệt vời rồi nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sản phẩm nào cứ liên hệ trong chính qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha.